sau khi làm thủ tục an ninh sân bay Phú Quốc sẽ đi vô phòng chờ cách ly có bốn cổng 0V8802 của Vasco và hãng hàng không quốc gia Việt Nam. 3, 4. Hành viên liên minh hàng không SkyTeam đi thành phố Hồ Chí Minh vui lòng ra cửa số 1 để khởi hành. With passengers on Vasco and Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, flight 0V8802. Đây là phòng cách ly sân bay Phú Quốc. Đi về Hồ Chí Minh và các nơi để có bán ngọc trai.